Thưa quý vị, thời gian vừa qua không ít những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, để lại những hậu quả nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Và thực tế, nguyên nhân xảy ra tai nạn thì có rất nhiều, và trong đó một phần nguyên nhân đến từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, như là phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm về tốc độ. Và sau đây là ghi nhận của VTC 14. Đây là những hình ảnh thảm khốc liên quan tới vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 40 ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thời điểm trên, xe ben 81H02760 chở sỏi do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt ô tô con biển số 81A00470 do ông Nguyễn Tú Sinh lái, chở 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Quá trình vượt, tài xế Bình thấy có xe tải 47C26306 ngược chiều nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe ô tô con. Sau khi va chạm, xe con kẹp giữa xe ben và xe tải 47C26306. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe do tài xế Bình lái ghi nhận tốc độ trước khi đâm ô tô con là 55 km/h. Ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn. Liên quan tới vụ tai nạn, chiều ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pư, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Lỗi là vượt xe trái quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn. Vụ tai nạn đã gây rúng động dư luận xã hội. Vậy sau vụ tai nạn thảm khốc trên, những hành vi vi phạm về tốc độ, tránh vượt sai quy định có giảm? Thực tế, của VTC14 trên tuyến quốc lộ 18 qua địa bàn tỉnh Hải Dương, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra như thế này. Hầu hết các trường hợp đều thừa nhận do sự chủ quan. Vạch niên ấy, thì thay cho giải phân cách cứng là đi 60, thì bọn tôi đi thì cũng không để ý là khu dân cư thì là cứ nghĩ là đi là 60 thôi. Theo bộ thông tư mới thì bọn tôi cũng không tìm hiểu. Thì là đi là quá, các đồng chí báo quá 6 km. Vi phạm tốc độ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và phạt rất nghiêm khắc. Nhưng nhiều chủ xe vẫn bất chấp, dù đã có những nhận thức đúng đắn. Vâng, thì bọn chúng tôi thì đi thì vẫn là cũng là cũng không gọi là cứ tốc độ thì vẫn là để đi là trung bình, cũng không phải là đi nhanh quá. Thì là thường thường là khu dân cư thì đi cứ trung bình là vẫn làm chủ được tốc độ. Nguy hiểm rất cả đến nhân dân nhiều cái. Vì thứ nhất, em thì mới ngày hôm nay thì vì em không để ý thì cái điểm này thường thường vẫn chạy qua đây hàng ngày luôn. Thế có ngày hôm nay thì đi đang mải nói chuyện thiếu quan sát thôi, không để ý về tốc độ một chút thôi. Trong thời gian sắp tới thì đội sẽ kiên quyết và quyết liệt xử lý tất cả các hành vi vi phạm theo cái kế hoạch 2855 KHCAT của Công an tỉnh ngày 28 tháng 7 năm 2023, và luôn luôn quyết liệt triển khai kiểm tra về nồng độ cồn và các kiểm tra về các test ma túy đối với cả các lái xe, về các đối tượng xe vận tải hành khách và xe cùng vận chuyển hàng hóa bằng xe container. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thường liên quan tới rượu bia, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định. Tai nạn sẽ chỉ giảm khi người tham gia giao thông không có sự chủ quan, chấp hành nghiêm các quy định về biển báo.